kính thưa quý vị các bạn, và hôm nay thì Hữu Hiền sẽ đưa quý vị các bạn đến một nơi mà nếu trong cái trời mưa như thế này mình sẽ ăn vừa no mà vừa gọi là ăn vặt á, thì mình nên ăn một cái món bún. Mà món bún á, thì Hữu Hiền lại thích nhất là món bún nước lèo ở Sóc Trăng, và nơi đây sẽ là một cái nơi dành cho quý vị các bạn thưởng thức rất là ngon. Và địa điểm mà Hữu Hiền muốn nói đó chính là địa điểm của bún nước lèo Sóc Trăng Cô Mai. Ở nơi đây là cái nơi có thể nói là mọi người, nó nằm ở trong khu vực mấy trong của khu dân cư Trung Sơn thôi, nhưng mà đến ở đây chắc chắn là mọi người sẽ thưởng thức đầy đủ hương vị của cái tỉnh Sóc Trăng. Và đây là bún nước lèo Sóc Trăng Cô Mai, nhớ nha, có đầy đủ địa chỉ: số 35 đường số 6 khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, và có số điện thoại luôn. Còn bây giờ thì vô đây thì chúng ta sẽ kêu ra một tô để mình ăn thử là mình cảm thấy nó như thế nào nha. Rồi mình sẽ cho mọi người biết là cái tô đó nó có vị như thế nào so với bún nước lèo Sóc Trăng nha. Thưa quý vị các bạn, và bây giờ chắc chắn là mọi người đã thấy là Hữu Hiền đã kêu ra một tô bún nước lèo rồi. Ở trong đây mình nhìn thấy cái tô nước lèo thôi, mình chưa mình ngửi cái mùi, cái vị rất là thơm rồi. Ở đây rau có đầy đủ hết ha, rau muống, bắp chuối, giá, húng quế và rau đắng. Và chắc chắn là không thể nào thiếu được đó chính là chanh, ớt và nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử nước lèo trước nha. Đậm đà và ngon lắm, thơm lắm. Bây giờ mình sẽ nặn chanh trước. Hiếu Hiền thì ăn rất là nhiều chanh, tốn rất nhiều chanh, bởi vì mình ăn cái vị của mình nó là nó chua vô nó sẽ làm tăng lên cái vị giác mình ăn nó sẽ rất là thích. Mình xử luôn hết 3 miếng chanh luôn. Ok, sau đó mình bỏ rau vô. Hiếu Hiền đang có một vết thương cho nên không ăn rau muống được, cho nên mình sẽ ăn giá trước. Rồi mình bỏ một ít cái rau đắng vô, rồi mình trộn lên. Nếu như mà có ớt bằm thì mình bỏ vô nó sẽ không ngon đâu, nhưng mà ở đây là trong nước mắm này nó có sẵn là ớt xanh bằm vô đây, cho nên là mình cứ vớt ở đây mình bỏ vào. Đó. Còn ai muốn ăn cay thêm á, muốn ăn cay thêm á, mình có việc là cầm cái ớt mình cắn thôi. Giờ mình ăn nha. Có tôm nè, có cá nè, có thịt heo quay nữa. Rất đậm đà, rất ngon. Đợt lâu rồi Hiếu Hiền có về quay ở chương trình ở tại Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng á. Lúc đó Hiếu Hiền đi quay thì có một cái chị bán gánh ở chợ Mỹ Xuyên. Thì cái nước lèo của chị nó khác với ở đây, con cái là tại vì chị là người Khmer mà, cho nên là chị nấu thì chị bỏ mắm bò hóc vào chút xíu. Cái vị nước của nó hơi hắc hơn chút xíu, nhưng mà rất là ngon. Và hôm đó kể là nghe hơi bị mắc cỡ, hôm đó Hiếu Hiền ăn một lượt 3 tô. Tô nhỏ hơn con này chút xíu. Trời, ăn xong bà con ai giờ cũng cười hết trơn. Nhưng mà Hiếu Hiền rất là mê bún lèo Sóc Trăng, ngon lắm. Hiếu Hiền nhận thấy cái người mà đang quay cho Hiếu Hiền cũng đang chảy nước miếng như lắm luôn á quý vị. Trời mưa mà ăn mấy món này là chắc chắn là nó rất là hợp lý. Nhắc lại quý vị lần nữa nha, mọi người ở tại khu vực mà thành phố Hồ Chí Minh á, mà ở khu vực quận 7, quận 8, Bình Chánh hay là khu vực Phú Mỹ Hưng gì đó, đặc biệt những ai ở khu Trung Sơn á mà thèm bún nước lèo Sóc Trăng, chúng ta có đến với cái địa chỉ là số 35 đường số 6 khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, bún nước lèo Sóc Trăng Cô Mai. Chắc chắn mọi người sẽ được thưởng thức cái hương vị rất đặc trưng của Sóc Trăng, rất là ngon. Bún nước lèo Sóc Trăng Cô Mai, nhớ nha. Chúc mọi người có một ngày thật vui.